Mộc Nam Huy xin chào. Video hôm nay cơ sở bên em xin giới thiệu về ba chiếc tủ thờ thuộc phân khúc giá rẻ để quý anh chị dễ lựa chọn nhé. Với 3.200.000, 4.700.000 và 5 triệu, chúng ta đã mua được những chiếc tủ thờ rồi, rất là đẹp và quan trọng đó là trên chất liệu gỗ tự nhiên 100%, mà trên đây đó là gỗ chàm mung vàng hàng lõi, với tỷ lệ tinh lõi của hàng này lên đến khoảng 95% và 96% quý anh chị nhé. Vâng, đến với một chiếc đầu tiên là một chiếc tủ thờ nhỏ sẽ dành cho một không gian nhỏ đó, và trên này đó là một chiếc tủ được thiết kế rất là xinh xắn gọn gàng. Với độ đục chạm thì chắc là bên em sẽ qua loa thôi nhá, bởi vì mẫu tủ nào nó cũng giống nhau thôi, quanh đi quanh lại thì cũng vậy, luôn luôn ở giữa thì đục ông ba ông tam đa. Ở trên thì có dòng chữ phúc lộc thọ và bao gồm tứ linh long ly quy phụng. Ở hai bên hai ông tam đa thì luôn luôn là có hai con hạc. Nói chung thì về những cái độ đục chạm của dòng tủ thờ này thì có thể nói rằng hàng hôm nay thì nhà nào cũng giống nhà nào hết, chẳng nhà nào khác luôn. Thì với chiếc này nó có kích thước như sau, với chiều dài khá là nhỏ gọn quý chị nhá, ở đây đang là 1m07, số đẹp. Chiều sâu là 52 và chiều cao tổng thể của sản phẩm đang là 1m29. Đây là một chiếc tủ nhỏ để dành cho quý anh chị trong những không gian phòng thờ nhỏ gọn để mình dùng rất là đẹp. Và như em thấy rằng là với mức giá tốt như thế này thì quý anh chị có thể đi qua một vòng và xem nhé. Thì dòng này nó là dòng gỗ lõi đấy, với tỷ lệ lõi rất là cao, rất là đẹp. Hai bên thì có cánh và có một cái tầng nhỏ bên trong. Đó, tủ thờ thì sẽ để chúng ta để được rất là nhiều đồ. Nói chung là giá rẻ, dễ lựa chọn. Tiếp theo đến với mẫu thứ hai. Mẫu này thì bắt đầu thuộc cái phân khúc tầm trung trung rồi. Với kích thước thì em xin đo luôn. Đó là 1m33. 1m33, chiều cao là 1m54. Và chiều sâu của sản phẩm đang là 57 quý chị nhá. 57. Chiếc tủ này thì sẽ gọi là cân đối và vừa vặn hơn cho quý anh chị luôn. Thì lại nói về đục chạm thì cũng chẳng có gì để giới thiệu luôn, bởi vì nó y chang như cái tủ vừa rồi và có thể nói rằng ở hố này thì nó giống nhau hết luôn. Chiếc này thì nó nhỏ hơn một xíu so với chiếc ở bên cạnh, và cái phần chân này thì không có đục chạm các anh chị nhé, làm diềm không thôi, thì nó sẽ nhỏ gọn và tiết kiệm hơn. Thì mai mốt anh chị mua hàng anh chị để ý đó là trên những cái hàng mà các cái phần diềm này để trơn thì chắc chắn là hàng giá rẻ luôn. Thì hàng này được hoàn thiện với giá 4.700.000. Vâng, rất là rẻ đúng không ạ? Nói về gỗ chèm thì có thể nói rằng nó là cứu tinh của rất nhiều gia chủ luôn. Khi mà nhiều những dòng gỗ cao cấp thì nhiều những dòng cao cấp như là gỗ đỏ hay là hương đá thì nhiều khi chúng ta hơi khó là tiếp cận, nhưng mà hàng chèm rất là dễ luôn. Đó, và quan trọng nhất nó là chất cây 100% gỗ thịt chứ không phải là ván ép hay là gỗ công nghiệp nha. Đó, tại vì cái dòng này nếu mà nói về gỗ công nghiệp á, nó cũng lại xem giá luôn rồi. Còn trên chiếc này thì đây là chiếc hoàn thiện với giá 5 triệu. Thì nó có phần đồ sộ hơn, cao to hơn. Với độ sâu đang làm ở đây đó là 60. Và chiều dài của sản phẩm đang được làm ở đây đó là 1m45. Và chiều cao là 1m53. Vâng, những chiếc tủ thờ này thì nói về thiết kế thì thực sự là chắc đây lần thứ ba mà nhấn lại đó là không có gì đặc biệt, bởi vì là trong dòng hôm nay thì luôn luôn thiết kế là thứ nhất đó là ông tam đa này, thứ hai là bốn linh vật này, thứ ba là tiên hạc này, thứ bốn là phúc sen, thứ năm là ba chữ phúc đồng thọ. Thì quanh đi quanh lại thì độ đục chạm thì nó cũng chỉ có như vậy thôi chứ không có gì thay đổi cả. Đó, mẫu này thì sẽ vừa vặn hơn cho những không gian nhà gọi là khá một xíu, là mình dùng tầm này là vừa. Thì tùy vào cái không gian cũng như là tùy vào việc quý chị muốn sử dụng to hay là nhỏ thì ba cái sản phẩm này sẽ phục vụ cho quý anh chị. Và nói chung là đừng nói với Mộc Nam Huy là giá cao hay thấp nữa nhá, bởi vì hàng này đã cân đối với mức giá là cực kỳ là rẻ rồi, và với những mức giá như vậy thì em đang cân đối là mức giá thấp hơn mức độ trung bình rất là nhiều. Và trên dòng này thì quý anh chị xem có thể xem cả mặt sau nhé, đó là bên em khi mà làm ấy thì đều cho anh em là làm lót luôn cả mặt sau luôn. Nói chung thì đây là mặt sau và mọi người xem đó, chất cây thì khá là đẹp. Nói chung thì hàng này thì cứ tầm 95-96%. Còn nói chung nó thiên về mức giá thì về cái tiêu chuẩn của hàng này nó sẽ là như vậy.
Bảo là nếu mà muốn làm kỹ hơn, tốt hơn thì chắc chắn là giá lại cao hơn. Đó, luôn luôn là như vậy. Tại vì như một chiếc tủ thờ, nếu mà nói về một chiếc tủ thờ mà dòng gỗ gõ lèo đi, thì em đang hoàn thiện những mẫu khoảng chừng như là 42 triệu, rồi 50 mấy triệu có. Thì có thể nói rằng là nó hơn nhau gấp 10 lần, thì nó sẽ khác nhau gấp 10 lần. Đó, còn những hàng này thì nó có nhiêu đó thôi. Đó, và giá của nó là như vậy. Thì với gỗ tràm này thì chúng ta cũng dùng vài chục năm là vô tư rồi. Cho nên là chúng ta có thể cân đối, nếu như khả năng tài chính còn đang hạn hẹp thì dùng những sản phẩm này nó sẽ phù hợp hơn. Và không riêng gì tủ thờ đâu. Quý chị có thể vào trong này để xem nhé. Thì ngoài tủ thờ thì bên em cũng thiết kế bây giờ ra là có cả hàng bàn ghế salon, giường, tủ áo, rồi kệ. Sắp tới có thể sẽ là kệ tivi, bàn trang điểm nữa. Thì bên em thiết kế trên dòng tràm bung vàng rất là nhiều. Đó, thì có thể nói rằng là mức giá thì phù hợp này. Đấy, mọi người dễ bề lựa chọn này. Đó, chất lượng tốt, và có thể nói rằng là bằng chứng thì khách hàng chọn mua và sử dụng những sản phẩm này của cơ sở bên em rất là nhiều luôn. Đây, ví dụ như đây là những chiếc giường gỗ tràm bung vàng hàng lõi này. Cơ sở bên em hoàn thiện với mức giá là 5 triệu rưỡi một cái. Đó, to, dày dặn và chắc chắn. Thì ngoài ra thì còn salon, đồ linh tinh bên em đóng nhiều lắm. Mọi người có thể xem cả bên này, là bàn ghế salon các kiểu này. Thì nói về gỗ tràm bung vàng thì bà con, đặc biệt là các ông bà lớn tuổi mà đã từng dùng qua thì đã biết rồi. Chất lượng của nó rất là ok, giá thì lại rẻ và hợp lý nữa. Cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video này. Quý anh chị có thể cùng để lại thông tin và bình luận về cảm nghĩ của mình về các sản phẩm này nhé.